Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày 31 tên tháng 3 ở Hoa Kỳ Và các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones ngày hôm nay chứng khoán của Hoa Kỳ Chỉ số Dow Jones đã xuống 1,84% Chỉ số S&P 500 đã xuống 1,6% Và chỉ số Nasdaq đã xuống 0,95% Và hôm nay là ngày 31 tên tháng 3 Nghĩa là ngày cuối cùng của quý 1 Và là kết thúc cái quý 1 tệ nhất từ trong lịch sử cho tới bây giờ các bạn thấy được là trong vòng 3 tháng qua thì chỉ số Dow Jones đã xuống tổng cộng là 23,1% chỉ số S&P 500 đã xuống tổng cộng là 20% và chỉ số Nasdaq đã xuống tổng cộng là 14,2% đây là cái số đi xuống mà tệ nhất trong vòng 3 tháng từ trước cho tới bây giờ và các bạn thấy được là không chỉ riêng là chứng khoán những cái thị trường khác như là các bạn thấy là thị trường trái phiếu cũng đã đi xuống rất là sâu trong vòng 3 tháng qua, còn khi chúng ta nói tới thị trường dầu thì các bạn thấy được là dầu crude oil thì đã từ đầu cái quý 1 này, đầu tháng 1 là khoảng 61 đô cho một thùng dầu, bây giờ đã kết thúc ngày hôm nay với cái mức là 20,62 đô cho một thùng dầu, có nghĩa là đã đi xuống 66% trong vòng 3 tháng qua. Các bạn thấy được là cái sự việc liên quan tới dịch bệnh đã khiến cho cái nguồn tiêu thụ dầu đã giảm cực kỳ sâu Cộng vào đó là một số nước vẫn tiếp tục sản xuất rất nhiều dầu khiến cho giá dầu suy sụp cho đến cái mức hiện tại Còn vàng thì như thế nào? Các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới GoCommerce ở trên CNBC Thì vàng thật sự là trong vòng 3 tháng qua đã có một thời kỳ đi xuống nhưng mà vẫn kết thúc cái quý 1 từ tháng 1 tới tháng 3 đã kết thúc là lên 4% từ cái mức các bạn thấy được là bắt đầu cái quý 1 đầu tháng 1 là ở cái mức là khoảng chừng là 1562 cho kết thúc là khoảng 1593 một thị trường khác nữa đó chính là thị trường Bitcoin thì các bạn thấy được là tuy là chúng ta thấy được là chứng khoán đi xuống rất là mạnh trong vòng 3 tháng qua nhưng chúng ta mới vừa nói tới là những cái chỉ số như là Dow Jones hay là S&P 500 đã xuống 20% và 23%. Thì trên màn hình của các bạn đây chính là cái nến tháng và các bạn thấy được là trong vòng 3 tháng qua thì Bitcoin như thế nào? Các bạn thấy được là bắt đầu đầu năm Bitcoin ở cái mức là khoảng chừng là các bạn thấy là 7.100 đô và bây giờ kết thúc ở cái mức là khoảng chừng là 6.300 đô, 6.400 đô thì các bạn thấy được là tổng cộng Bitcoin đã đi xuống là khoảng chừng là 10 tới 11% tuy là vẫn đi xuống nhưng mà cái phần trăm đi xuống so với lại các bạn thấy được chứng khoán ở Hoa Kỳ thì cái phần trăm đã thấp hơn gần như là phân nửa tại vì các bạn cũng đã thấy được là S&P 500 đã xuống 20% và chỉ số Dow Jones đã xuống 23,1% và các bạn thấy được là cái sự tương quan giữa Bitcoin và S&P 500 đã tương quan cái mức mà cao nhất mà chúng ta chưa hề thấy trong lịch sử của Bitcoin trong thời gian khoảng chừng là hơn một tháng qua và trên màn hình các bạn, đây chính là một cái biểu đồ được đưa ra bởi Coin Metrics. Thì cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là cái sự tương quan giữa Bitcoin và S&P 500, chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ là như thế nào. Thì các bạn thấy là để đọc được cái biểu đồ này thì cái đường màu đỏ này nếu như mà các bạn thấy là cái số ở trên cái đường màu đỏ này là cái số dương thì có nghĩa là cái sự tương quan là đi cùng một chiều. Nếu như mà tương quan âm có nghĩa là đi ngược chiều, có nghĩa là cái số trên màn hình là cái số âm. Thì các bạn thấy được là trong lịch sử của Bitcoin từ năm 2011 cho tới bây giờ thì về mặt giá cả thì giá cả Bitcoin không phải lúc nào cũng đi cùng một xu hướng với lại S&P 500 và cái chỉ số càng cao thì khi cái sự tương quan càng mạnh. Cho nên các bạn thấy được là trong thời gian gần đây giống như là các bạn thấy là khoảng chừng tháng 3 ngày 17 Tây thì cái chỉ số tương quan đã lên tới 0,59% có nghĩa là tương quan rất là cao đi cùng một xu hướng. Cho nên trong thời gian này, hầu hết là các mảng đầu tư đều phải tiếp tục coi coi là tình hình chứng khoán là như thế nào. Tại sao thì thường cũng đã từng nói tới, tại vì chúng ta đang đối diện với một cái tình hình mà mọi người đều cần tiền mặt. Cho nên khi mà họ cần tiền mặt, tài sản nào bán được, họ sẽ bán. Đây là một điều mình thường cũng đã giải thích trong vòng một video cái tài khoản chừng là hơn một tuần. Và thật ra trong quý 1 này, các bạn nhìn vào chỉ số Dow Jones, thì các bạn thấy được là trong vòng 3 tháng qua thì thật ra chỉ số của Dow Jones đã lên tới cái mức mà cao nhất từ trước cho tới bây giờ nhưng mà cũng trong vòng là 3 tháng qua chỉ số Dow Jones đã giảm cái phần trăm mà cao nhất trong lịch sử từ trước cho tới bây giờ và chúng ta nói tới đây đó chính là cái phần trăm giảm trong vòng một quý có nghĩa là trong vòng 3 tháng thì một số tin tức mà thường muốn nói với các bạn là khi mà chúng ta nhìn vào cái quý 2 thì các dự đoán quý 2 là sẽ như thế nào thật ra chúng ta không có những tin tức tốt ở thời điểm hiện tại thì có thể cho các bạn thấy được là một số những tài liệu được chia sẻ trong vòng 2 ngày qua thì các bạn cũng đang thấy được là Goldman Sachs, công ty đầu tư Goldman Sachs đã chẩn đoán là trong quý 2 có nghĩa là từ đầu tháng 4 cho đến cuối tháng 6 thì cái phần trăm, cái số người mà thất nghiệp sẽ lên tới 15% và GDP có nghĩa là tổng sản lượng trong nước sẽ giảm 34%. Các bạn thấy được là đây là một con số giảm rất là cao. Khi chúng ta nhìn vào chẩn đoán của Goldman Sachs thì các bạn thấy được là nếu như mà như là họ nói thì đây sẽ là một cái phần trăm giảm mà không ai tưởng tượng được. Các bạn thấy là trên màn hình đây chính là thống kê của cái phần trăm giảm GDP tệ nhất từ năm 1948 cho tới bây giờ. Thì các bạn thấy được là những cái đường màu vàng này là những đường chẩn đoán của Goldman Sachs. Họ chẩn đoán là kết thúc quý 1 này, GDP sẽ bị giảm 9%, 9% coi như cũng là nhiều nhất từ năm 1948 cho tới bây giờ trong một quý. Và nếu như một quý 2 mà giảm tới 34%, thì là một cái phần trăm giảm mà không ai có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, cái sự phán đoán của Goldman Sachs liên quan tới unemployment, có nghĩa là liên quan tới những người mà thất nghiệp là 15% thì các bạn cũng đã nhớ là cách đây khoảng chừng vài ngày, ngày thứ sáu thì có một số tin tức được đưa ra là các bạn thấy được là cái số người mà họ đi xin tiền thất nghiệp là khoảng chừng là 3 triệu người nhưng mà có một số những chuẩn đoán được đưa ra đây là một điều mà cảm thấy một số người đã nói sai một số người nói là cái số lượng người mà đi xin tiền thất nghiệp đã lên tới 47 triệu thật ra 47 triệu này chỉ là cái số chuẩn đoán được đưa ra bởi St. Louis Fed có nghĩa là chi nhánh của cục dự trữ liên bang ở St. Louis họ chỉ dựa vào cái tình hình ở thời điểm đó mà nói nếu như mà cứ tiếp tục thì cái số lượng người mà thất nghiệp có thể lên đến cái mức là 32% có nghĩa là chẩn đoán là khoảng 47 triệu người cái 32% này là hơn gấp đôi cái số chẩn đoán được đưa ra bởi Goldman Sachs cho nên Goldman Sachs đưa ra cái số chẩn đoán vẫn thấp hơn 50% so với cái số chẩn đoán được đưa ra bởi St. Louis nhưng mà thật sự cái số thực sự mà chúng ta nhận được Hồi thứ sáu chỉ là khoảng chừng là 3 triệu người đã đi xin tiền thất nghiệp chứ không phải là 47 triệu người. Con số này là con số chẩn đoán. và thường thì mỗi một tuần chúng ta mới có được số trường đoán mới. Con số bây giờ đương nhiên là đã hơn 3 triệu người, nhưng mà chúng ta phải chờ đến thứ sáu mới biết được thêm những tài liệu mới nhất liên quan đến thất nghiệp. Và khi mà chúng ta nhìn vào một cái chỉ số khác đó chính là cái chỉ số gọi là consumer confidence. Đây là một cái chỉ số mà Họ nói về cái lòng tự tin của người dân dựa theo cái tình hình tài chính hiện tại, lòng tin của họ đối với kinh tế là như thế nào thì các bạn thấy được là cái số lòng tin của họ đã bị giảm xuống từ 132,6 hồi tháng 2 khi mà họ đi thống kê con số này, bây giờ đã giảm xuống còn 120. 120 này, con số này vẫn cao hơn là con số dự đoán là khoảng 110 của một số những nhà chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế như 120 này cũng phản ánh được với các bạn là lòng tin của mọi người đối với lại nền kinh tế là không có cao như hồi tháng 2. Tháng 2 đã tệ, tháng 3 này còn tệ hơn. Thì cái con số này có ý nghĩa như thế nào? Các bạn thấy được là con số này càng cao thì có nghĩa là người dân càng có lòng tin với nền kinh tế. Họ có thể là tiêu thụ nhiều hơn. Tại vì nếu như mà họ có lòng tin với nền kinh tế, họ sẽ tin tưởng là mình có công việc làm, mình sẽ được lên lương lên chức. Cho nên họ sẽ tiêu xài nhiều hơn. Nếu như mà họ nghĩ là công việc làm của họ không được ổn hay là cơ hội lên lên lương chức không cao thì cái lòng tin của họ về nền kinh tế sẽ bị giảm xuống. Cũng tương tự là họ sẽ không tiêu thụ nhiều. Bây giờ cho thấy được là nhiều người dân không có cái ý định là tiêu thụ nhiều. Và kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục nói tới một số chứng đoán trong cái quý 2 này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tiếp tục thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Các bạn thấy được là tình hình bây giờ bất cứ chuẩn đoán nào trong vòng 3 tháng tới đây đều cho thấy là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tại sao tôi nghĩ các bạn cũng có thể đoán được đó chính là liên quan tới tình hình dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh phát triển rất là mạnh nhất là ở Hoa Kỳ đã khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ bị tê liệt và không chỉ riêng là Hoa Kỳ các bạn thấy là nền kinh tế của cả thế giới cũng đang bị tê liệt. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này một lát nữa Nhưng mà trong thời gian ngắn hạn tới đây Trong một vài tuần tới đây Thì có một hiện tượng có thể là giúp đỡ được tình hình tạm thời Đó chính là cái hiện tượng gold rebalancing Thì hiện tượng này là như thế nào? Các bạn thấy là phần lớn các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ Thì những nhà đầu tư họ sẽ đưa ra một cái phân phối Cái phần trăm đầu tư của họ là như thế nào giữa các mảng đầu tư như là giả sử các bạn nói là các bạn muốn đầu tư là 60% là cổ phiếu, 40% là trái phiếu, thì trong quá trình 3 tháng qua thì các bạn thấy được là Khi mà giá cả lên xuống thì cái phần trăm ban đầu của bạn sẽ bị chênh lệch Giống như là chúng ta thấy trong vòng 3 tháng qua khi mà Cái phần trăm cổ phiếu đi xuống quá mạnh Thì có thể là kết thúc quý 1 Cái phần trăm trái phiếu của bạn nó lên tới là 50% Phần trăm cổ phiếu chỉ còn có 50% Không còn là 60% như là cái ý định ban đầu Tại vì cổ phiếu đi xuống quá nhiều khiến cho phần trăm của trái phiếu được tăng lên Thì trong trường hợp này rất nhiều người đầu tư họ sẽ có một cái chiến lược gọi là rebalancing hay là điều chỉnh lại mỗi một quý mỗi 3 tháng khi mà kết thúc cái quý đó họ sẽ điều chỉnh lại và trong trường hợp này nếu như mà họ điều chỉnh lại cái phần trăm ban đầu thì họ sẽ lấy cái số tiền trong cái chương mục đầu tư đó mua thêm cổ phiếu để đẩy cái phần trăm cổ phiếu trở về 60% như là họ đã lựa chọn ban đầu và đây đương nhiên chỉ là một ví dụ. Và các bạn thấy được là nếu như mọi người tiếp tục theo cái chiến lược rebalancing, cái chiến lược điều chỉnh lại tự động mỗi một quý, mỗi 3 tháng thì trong vòng và vài tuần tới đây có thể là có hàng loạt những cái chương mục đầu tư sẽ mua thêm cổ phiếu để mà điều chỉnh lại phần trăm của mình. Đương nhiên chúng ta không biết là trong thời điểm này có bao nhiêu người tiếp tục để mà tự điều chỉnh chương mục đầu tư của họ. Và ngày hôm nay thì cũng dành thời gian để mà nghe một số phỏng vấn trên đài CNBC. Họ đã mời những người mà rất có tiếng tâm trong lĩnh vực đầu tư để mà hỏi một số vấn đề. Các bạn thấy là những người như là Key Banks của nhà băng Bank of America hay là Liz Young của CNY Mellon hay là chúng ta nói tới Mohammed El -Arian của Alliance thì họ những câu hỏi đều xoay quanh theo cái tình hình hiện tại thì họ nghĩ như thế nào? Thì cả ba người này đều có cùng một suy nghĩ là nếu như chúng ta nhìn vào cái tình hình mà chỉ số Dow Jones đi xuống hay là S&P đi xuống thì họ không dám chắc là chúng ta đã đến đây. Tuy là đã có một cái sự hồi phục từ cái mức thấp nhất có nghĩa là cái tây khoảng chừng hơn một tuần ngày 22 tây. Sau đó thì thị trường đã có một cái sự hồi phục nhưng mà họ không dám chắc là đây là cái sự hồi phục thật sự. Tại vì còn có quá nhiều điều mà họ lo ngại mà họ không biết câu trả lời. Cho nên ở thời điểm này hầu hết là vẫn chưa có cái ý định là mua thêm cổ phiếu. Và nếu như mà có mua thì một là họ lựa chọn những công ty nào mà có vốn hóa mạnh và hai là họ sẽ lựa chọn cái chiến lược mà chúng ta cũng đã từng biết tới đó chính là cái chiến lược trung bình giá tại vì họ không dám chắc đây đã là tới đấy thị trường chứng khoán theo ba người này vẫn còn có thể tiếp tục thấy giá cả đi xuống tại sao thì các bạn thấy được là ở trong tình hình hiện tại thì hồi chủ nhật thì tổng thống Trump đã dời cái ngày mà Mỹ mở cửa lại, bây giờ là dời vào cái ngày là 30 tây tháng 4. đương nhiên đây là một ngày chuẩn đoán. Chúng ta không biết được là từ đây tới ngày 30 tây tháng 4 là tiến triển như thế nào. Nhưng mà cho dù là dời lại cái ngày mở cửa 30 tây tháng 4 cũng không có nghĩa là mở cửa lại như là trước đây. Có thể là mở cửa lại hạn chế hay là theo một số những cái quy luật nào đó chúng ta cũng chưa có rõ. Nhưng mà tổng thống Trump nói là nếu như muốn mọi người Chở là đi làm hoạt động bình thường thì có thể là phải đến 1 tây tháng 6. Các bạn thấy được là thời gian bây giờ tới 1 tây tháng 6 vẫn còn tới 60 ngày. Và Tổng thống Trump cũng đã nói, và thường cũng đã chia sẻ ở trên cái bàn xã hội là trong vòng 2 tới 3 tuần tới đây là một cái thời gian khó khăn nhất và chúng ta có thể là thấy cái sự tăng trưởng rất là mạnh của những cái ca được ghi lại ở Hoa Kỳ. Tại sao? Tại vì bây giờ là Hoa Kỳ đang tăng tốc để mà thử nghiệm rất nhiều người cho nên con số sẽ tăng lên. Và Tổng thống Trump cũng nghĩ là cái số lượng người tử vong cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Các bạn thấy được là thời điểm hiện tại thì tổng số ca trên thế giới là 858.377. Tổng số người tử vong là 42.146 và hồi phục là 177.931. Nhưng mà các bạn thấy là Hoa Kỳ hiện bây giờ tính theo cái số lượng ca nhiễm thì đã đứng đầu với một con số rất là xa 188.530 so với là nước Ý thì có 105 792 đứng hàng thứ nhì và Tây Ban Nha 95.923 đứng hàng thứ ba Trung Quốc 81.518 đứng hàng thứ tư và nước Đức 71.808 đứng hàng thứ năm Tuy nhiên dựa theo tổng thống Trump thì con số Hoa Kỳ tăng lên tại vì Hoa Kỳ đang tăng tốc để mà thử nghiệm rất nhiều người và có rất nhiều người tình nguyện đi thử cho nên cái số ca lây nhiễm đã ghi lên rất là nhiều và tổng số mà người tử vong ở Hoa Kỳ là 3889. Tuy là cái số ca của Hoa Kỳ đứng đầu nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng mà người qua đời thì Hoa Kỳ bây giờ vẫn đứng hạng thứ ba, đứng đầu vẫn là nước Ý với 12.428 người chết, Spain, Nghĩa Tây Ban Nha 8.464 người qua đời và Mỹ là 3.889 đứng hạng thứ ba. Nhưng mà các bạn thấy được là nếu như mà một số chẩn đoán được đưa ra từ Nhà Trắng nếu mà tất cả cứ tiếp tục mà không có sự thay đổi thì có thể là người qua đời lên tới con số là từ 100.000 cho đến 240.000 người Mỹ sẽ đứng đầu trong cái số ca qua đời đương nhiên đây chỉ là con số chẩn đoán mọi người đều hy vọng là tình hình sẽ đỡ hơn nhưng mà các bạn nếu như mà xem tin tức thì cũng đã biết là tình hình nhất là ở New York thì gặp vô cùng khó khăn liên quan tới là các thiết bị y tế không đầy đủ. Và các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới Hoa Kỳ nói riêng thì khi mà chúng ta nhìn vào cái số ca nhiễm thì nhiều nhất bây giờ vẫn là New York, 75.983, thứ nhì là New Jersey, 18.696 và thứ ba là Cali, 8.504. Các bạn thấy được là cái tình hình mà nguy cấp nhất đó chính là New York và New Jersey hai cái tiểu bang nằm kế nhau thì các bạn thấy được là New York New Jersey. Nếu như mà chúng ta giải quyết được hai tiểu bang này, hai tiểu bang này là cái số phần trăm ca nhiễm, hai tiểu bang này đã đạt 51%. Có nghĩa là nếu như mà giải quyết được hai tiểu bang này thì coi như đây giải quyết được 51% của vấn đề hiện tại ở Hoa Kỳ. Cho nên đây là cái nơi mà mọi người đều chú tâm tới và cái điều mà làm cho những cái nhà đầu tư lo ngại là các bạn thấy được là cái số lượng qua đời ở Hoa Kỳ đã lên tới cái mức là 3.889 có nghĩa là còn hơn cái con số tử vong của cái ngày mà khủng bố tấn công vào New York ngày 11 tháng 9 năm 2001 lúc đó thì tổng số người qua đời chỉ có là 2.996 cái con số qua đời hiện tại liên quan tới dịch bệnh đã qua khỏi cái con số qua đời của ngày 11 tháng 9 và cái điều mà nhiều nhà đầu tư lo ngại nhất đó chính là liên quan tới cái sự tiến triển của dịch bệnh. Cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có được một tin tức đáng tin cậy là dịch bệnh này chừng nào mới được khống chế và cái dịch bệnh này chừng nào mới có thuốc. Cho đến khi nào mà cái điều đó xảy ra thì cái nhà đầu tư mới bớt cái sự lo ngại. Nhưng mà các bạn thấy được là những công ty bây giờ họ vô cùng lo lắng. Lý do là họ không biết được là tình hình này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu. Trước đây thì những cái lời nói của tổng thống Trump nói là sẽ mở cửa lại trước lễ phục sinh làm cho nhiều người rất là tin tưởng nhưng mà sau đó lại dời lại là cuối tháng tư và sau đó tổng thống Trump lại nói là có thể là 1 tháng 6 thì mọi chuyện mới thực sự là bình thường trở lại khiến cho nhiều người rất là mất lòng tin về cái khả năng kiểm soát dịch bệnh của Hoa Kỳ hiện tại. Điều mà các bạn nên hiểu là nếu như mà một ai đó nói là đã tìm được thuốc nhưng mà phải chờ 6 tháng thì các công ty sẽ có chuyển biến tốt hơn, các nhà đầu tư họ có thể là tính toán được lời lỗ như thế nào cho nên và lúc đó thì cổ phiếu mới bớt dao động lại và các công ty khi mà biết được một cái thời gian ấn định thì họ mới dám mạnh dạng để mà mượn tiền giống như các bạn thấy là nếu như mà trong vòng 6 tháng mọi chuyện sẽ bình thường lại thì họ lúc đó mới mạnh dạng để mà mượn tiền đủ để xài trong vòng 6 tháng này với hy vọng là 6 tháng sau mọi chuyện sẽ bình thường lại bây giờ các bạn kêu họ đi mượn tiền để mà có thể là trang trải qua ngày nhưng mà họ không biết là mượn bao nhiêu và họ cũng không biết được là tương lai sẽ như thế nào các bạn kêu họ đừng có sa thải người nhưng mà không sa thải nhưng mà họ lại không biết được là khi nào mọi việc mới bình thường lại cho nên các bạn thấy được là cái sự không biết đó là một cái gánh nặng rất lớn cho các nhà đầu tư, các công ty khiến cho cái chẩn đoán của quý 2 cực kỳ xấu ở thời điểm hiện tại. Và ngay cả bây giờ các bạn thấy là tuy là Hoa Kỳ có một số tin tức đưa ra thì có thể là có cái tính khả quan sau này như là bây giờ là Mỹ có một cách để mà kiểm tra con người nào có bệnh hay không và trong vòng 5 phút thì có thể là có được kết quả và với cái sự kiểm tra này hy vọng là Hoa Kỳ có thể là có được một con số thống kê là ai bệnh ai không bệnh tốt hơn và từ đó có thể quản lý dịch bệnh này hay là các bạn thấy là hồi thứ hai thì công ty Johnson và Johnson đã nói là họ đã tìm được một trong những cái thuốc vaccine mà họ rất có hy vọng nhưng mà cho đến tháng 9 thì mới bắt đầu thử và có thể là cuối năm mới có được kết quả nhưng mà đây cũng không có nghĩa là họ đã kiếm được vaccine chỉ có nghĩa là họ có một cây vaccine mà họ nghĩ là có khả năng cao nhưng mà chúng ta phải chờ cho đến cuối năm mới biết được là cái vaccine đó có thực sự là tốt hay là không đó là một trong những điều mà khiến cho nhiều nhà đầu tư lo ngại nhất và điều thứ nhì đó chính là liên quan tới cái số tiền mà 2 tỷ mà đã được thông qua tuần rồi thì bây giờ cái số tiền này tuy đi được thông qua nhưng mà cái số tiền vẫn chưa có được phân phát. Và đây phải là cái vấn đề mà nhiều người quan tâm tới nhất. Tại vì cái số tiền này phân phát càng lẹ thì cái hiệu quả càng cao. Các bạn thấy là nếu như mà chính phủ của Trần chờ để mà phân phát cái số tiền này 2-3 tháng sau thì cái số tiền này cũng không còn ý nghĩa nữa. Tại vì một số những công ty mà không có tiền mặt thì họ cũng đã đóng cửa, họ cũng đã khai phá sản hay là họ cũng đã sa thải nhân viên. Cho nên cái số tiền 2 tỷ này Nhất là cái số tiền mà dành cho những cái công ty lớn nhỏ Cho họ mượn hay là cho họ Thì cái số tiền này phải được gấp rút để mà phân phối Càng sớm càng có hiệu quả Nếu như mà để quá lâu thì sẽ không còn hiệu quả nữa và thường biết là cái video này cũng hơi dài nhưng mà trong vòng 2-3 ngày qua thường không có thời gian để mà chia sẻ với các bạn cho nên thường cũng muốn là một cái video nói về tình hình của thị trường hiện tại. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như mà các bạn là một trader mà các bạn thích trade margin và các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital thì các bạn có thể tham gia sàn NFX. Link sẽ nằm ở phía dưới video này. Tham gia sàn FX thông qua link của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là có tín hiệu trade miễn phí. Trade margin có nguy hiểm rất là cao không dành cho những bạn mới thì thích hợp như mà nào mà có kinh nghiệm trading. Và nếu như mà các bạn thích trade altcoin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance. Tham gia thông qua link của Thuận Capital phía dưới các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch thì sàn sẽ trả lên 10% vào phí của các bạn. Bằng ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên trang thuậncapital.com. Và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.